lòng xào rau cải nha. Gồm có nè, cải ngọt nè, đậu que nè, rồi dưa leo, hành hành nè, ngò nè, hẹ, ớt chuông, hành tây, khóm, cà chua, muối, đường, nước mắm, tiêu, bột nêm. Đây hôm nay mình xào mấy món này, lòng xào ngon lắm nha, xào có thơm, đồ thơm lắm. Rồi mình đi xào nha. Rồi rau này mình sẽ nấu nước trụng sơ qua nha cả nhà. Còn mè á, mình đã trụng sơ rồi, mình rửa sạch nước muối rồi, mình đã trụng sơ rồi. Bây giờ mình làm nha. Sôi rồi mình bỏ rau vô mình trụng nha cả nhà. Trụng sơ qua thôi. Rồi mình bỏ vô trụng sơ qua thôi. Rồi trụng sơ qua được rồi, mình đổ ra nha, bắt đầu mình đi xào. Bắt chảo lên xào nha cả nhà. Giờ mình bỏ tỏi vô. Bỏ củ hành trắng vô, thơm lắm. Thank you.
ngon quá cả nhà, thơm quá trời thơm luôn. Giờ mình bỏ tiêu rồi vô, mình bỏ cải ngọt rồi vô rồi xào chung luôn, thơm mùi khóm sợ luôn, ngon quá. Rồi xong rồi cả nhà, rồi mình đổ ra dĩa nha, mời cả nhà nha. Ngon quá cả nhà, mình bỏ hành rồi vô. Rồi bỏ chút tiêu vô. Rồi ngon quá cả nhà. Rồi mình bắt đầu múc cái dĩa nha. Cả nhà giờ mình đã xào xong rồi nha, lòng gà xào thơm nè, với rau cải nè, đó thơm thiệt là thơm luôn, mời cả nhà ăn chung nha. Đó. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ bên gia đình nha, đó, mời cả nhà ăn chung với mình nha, cảm ơn cả nhà.